Món gà luộc nha các bạn, rất là ngon, nhìn là đói bụng liền. Ăn với lại giá luộc với lại cái này là miến, rất là ngon. Miến của Đài Loan là ngon lắm. Giá uống nước trà sữa ngon ơi là ngon luôn, lâu lâu mới ăn ngon được mà. Miếng này rất là ngon và nó là dẻo lắm, để cho nó nguội và nó ngon. Bây giờ nó còn nóng quá không ngon mà, hoặc là nó nguội rồi ăn với cái nước mắm với lại giá trộn với là thịt gà vậy là ngon lắm, nó xuất sắc luôn. Cảm ơn các bạn, thôi mình ăn nha.